nick.vn, web mua bán nick tự động số 1 Việt Nam. Ấn vào dấu ba gạch để đăng nhập và lập thẻ. Ok và hello xin chào tất cả anh em, trở lại với channel của mình là DB Gaming đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một video reaction bộ phim khá là hay mới của Dana Ken Da Cup. Thì hiện tại là bộ phim này đã được 30k view và mình chưa có xem qua. Thì vì nên mình bận, mình không có thể xem được những cái bộ phim hay như thế này. Thì mình biết là hay rồi, tại sao? Thì vì những bộ phim trước mình đã có xem của Ken Da Cup và hôm nay mình sẽ làm một cái video reaction. Thì hiện tại cái máy của mình trong vài bữa vừa rồi mình có nâng cấp thì không có thể chơi được Ngọc Rồng và mình quay không quay được game, nên ra hôm nay mình sẽ làm một cái video reaction coi như là cùng em xem cảm xúc và xem phim của Ken Da Cup. Thì Ken Da Cup làm phim tuyệt vời rồi, ok anh em. Thì bây giờ mình sẽ vào luôn nhá. Thì ở đây trên màn hình em đây là mình tua trước một đoạn để gọi là lấy cái giới thiệu cho anh em, thì không anh em lại tưởng mình làm video trắng không bình thường. Ok bây giờ mình sẽ tua lại từ đầu nhá, mình chưa có xem, mình thề mình chưa có xem. Đây là mình tua trước để là mình lấy gọi là cái nền thôi, cái background thôi. Bây giờ mình sẽ kéo lại từ đầu và xem nha anh em. Được rồi, bây giờ mình sẽ cùng anh em xem và coi như cảm xúc của mình và coi như nhận xét của mình luôn. Thì đây là một bộ phim là Binh Đoàn Ma Chơi với Binh Đoàn Xương Khô, phim Ngọc Rồng Anna. Bắt đầu. Cái intro cực kỳ là chất rồi. Hay à, lâu quá nhỉ. Ok, bật chất lượng 720. Ok, nhiều anh em xem video nhòe thì có thể bật 720 có thể xem được HD nha anh em. Ma chơi với xương khô. Được rồi, ma chơi với xương khô. Đi xe nha anh em, tuyệt vời. Phóng nhanh. Xe nhiều xăng. Thế đây một đoạn nhận chế ngày xưa mình có nghe rồi. À Luffy này anh em, Luffy. Anh em nào có xem Luffy không? Mình có xem Luffy. À mình có xem One Piece nhầm. One Piece. Cũng hơi lâu. À mà khoan. Chân không có chân. Ma chơi không có chân anh em nhá. Ma chơi không có chân. Chân em đâu? Em là ma mà anh. À quên, em là ma. Ok. Trời lạnh quá cho anh ôm cái nha. Không được đâu. Em là ma mà. Đúng rồi, là ma làm sao mà ôm được. Ok, lên xe đi chơi anh em ạ. Phải lên xe đi chơi này. Để em bay cũng được. Ma bay được mà, có gì phải lên xe ngồi đâu. Bay được mà. Em là ma mà. Bà mẹ chia tay đi. Vãi. Quen với mày. Tao có được sờ mó khỉ gió gì đâu. Chúng ta không thuộc với nhau. Bữa vãi. 500 năm sau. Vãi, 500 năm sau. Ít ra phải 3 năm sau nghe được. 500 năm sau. Vãi. À, hai bên. Mà chơi. Ít sức xương khô. Còn đàn bà khốn nạn. Thằng Sở Khanh mất dạy. Hôm nay sẽ quyết định. Một mất một còn. Ây da. Hai bên xông vào đánh nhau. Thì bạn Ken Da Cup lại bạn lên lồng tiếng của phim cả đánh nhìn rất là hay ho, mình thấy rất là thích. Xem kiểu này. Sướng khổ. Không cần. Hình như là lồng nhạc là lồng lời thoại của phim One Piece sao nhỉ? Hình như vậy. Rồi, sư khô với cả ma chơi đánh nhau. Ma chơi đã chết rồi. À, từ xa lốt à? Vai. Sau khi giết chết ma chơi, sư khô cũng tự sát theo. Và thì cũng chạy để làm gì? Đâu phải cho anh chuyện.
sao mà xưa không thể đến được với nhau theo định lý táo tào tháo lượt xương khô ở thể rắn còn ma chơi ở thể khí. Ok và vì vậy chúng mày éo tục với nhau. Đơn giản đúng rồi, thấy chúng bay giống như Lương Sơn Bá chụp anh đài nên ta siêu thoát cho hai người. Và Aileen ông tự siêu thoát cho ông luôn. Và ai hết rồi anh em ạ. Cảm ơn anh em đã xem video. Nếu thích video hãy bấm like và subscribe. Nếu bạn mời biết là Biu Biu, mình là fan Biu Biu và fan của PewDiePie nữa. Anh lương man là vì anh đây sao trên đói. Ok anh em, thì sau khi mình xem xong thì mình để mình tua lại một đoạn nữa nha. Thì mình xem xong thì một đoạn này cái phim này gọi hài hước thôi. Thì nó về binh đoàn ma chơi với cả xương khô. Thì hai bên gọi là ma chơi với cả xương khô yêu nhau nhưng mà không đến được với nhau. Thế thôi, không có bố xuất hiện, ông ấy tự giải thoát ông ấy luôn. Coi như là một cái bộ phim hài giải trí thôi anh em ạ. Thì Ken cấp làm phim khá là hay. Mình thấy một bộ phim nữa nhưng mình không biết mình có xem luôn không nhỉ. Hay thôi, mình chỉ làm đến đây thôi. Thì còn bộ phim đó thì đó là cái gì nhỉ? Tao với mày. Ok, bộ phim đó thì là Tao với mày. Mình thấy cái phim ấy thì mình xem rồi. Còn cái phim này thì mình chưa xem. Tao với mày khá là hay nhưng mà mình chưa có thời gian mình làm. Thì ok, thì video mình sẽ dừng lại ở đây. Và cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ mình. Và nếu thấy video hay để lại cho mình một like và một subscribe. Cũng như là ấn comment kênh phía dưới của các bạn là xem là phim của Ken Đa Cấp làm có hay không. Và nếu thấy hay thì qua kênh Ken Đa Cấp subscribe cho Ken Đa Cấp một phát. Còn ngoài ra anh em nào có nhu cầu mua vàng, mua ngọc thì đến lên dịch vụ.me. Còn anh nào mua link ngọc rồng và một số game của Temui có thể lên link.vn. Ok anh em. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại. Yêu anh em rất nhiều. Die out too hard. But we were trying.